Kết chợ Đầu Mối, mong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình đi chợ quý vị. Bây giờ là 10:30 trưa, chợ trưa nha quý vị. Thì sẵn mình đi chợ, mình cập nhật cái giá tình hình tại chợ cho bà con, quý anh chị, bà con, cô bác gần xa được biết cái giá tại chợ nha quý vị. Thì hành Vĩnh Châu quý vị, hành rời Vĩnh Châu đẹp á, 70.000 đó quý vị. Rồi tỏi 42.000 nha quý vị. Hành Ấn Độ 15.000 đồng một ký, hành Bắc 20.000 đồng một ký, tỏi 42.000 đồng một ký, hành Vĩnh Châu rồi 70.000 đồng một ký quý vị. Khoai lang tây quý vị. Khoai lang tây loại mảnh trắng á quý vị là 18.000 đồng ký. Còn cái hồng á, đó trên màn hình quý vị đang xem là hai loại khoai tây, cái trắng cái hồng á, cái hồng 33.000, khoai hồng 33.000 đồng ký quý vị. Khoai khá cao. Khoai lang mạc 32.000 đồng ký, khoai mỡ 20.000 đồng ký ở phía trong không quý vị. Cái hành tây này, hành tây Đà Lạt phải không bạn? Hành tây đó là 15.000 quý vị, củ nhỏ nhỏ quý vị. Rồi ớt chỉ thiên 35.000 đồng ký, chanh không hạt 13.000 đồng ký, cà 12.000 đồng ký nè quý vị. Cà này 10.000 đồng ký nè, cà này là mình mua để mình đi làm từ thiện không quý vị. Rồi anh bán nhiều, anh bán rồi vô nhiều cái bịch đó bạn, đừng có vô một cái bịch nó lỏng. Khoai cao 20.000 quý vị. Rồi sập dù luôn 20. Cải đỏ 13.000 đồng một ký, cải trắng 10.000 đồng một ký, củ cải đỏ 20.000 đồng một ký bên kia luôn, nó có cộng, còn cái không có cộng 13.000 đồng. Khoai cao 20.000 đồng một ký, khoai cao nè quý vị. Rồi đậu que 24.000 đồng một ký, cải thảo 15, đúng là 15.000 đồng một ký cải thảo, cải số 15.000 đồng một ký, bất kể số đó, quý vị. Khổ qua này nè, cô đang lựa nè, khổ qua 15.000 đồng ký. Cải thì xạ làm chua kìa, 5.000 đồng ký kìa. Bạn lấy tôi mà nè, phước, bạn lấy tôi đó 5-10 ký đó được, loại 5.000. Mình mua bên đây. Anh căng cho chị đó đi anh Phước, căng cho chị đó đi, rồi tới mình anh Phước. Bỏ vô, lấy bịch bỏ vô chị. Chị mua mà chị hói. Đó thì này là chợ đang trưa nha quý vị, giá rẻ nhất là thời điểm này. Xu đó 10.000 đồng. Xu đó 10.000 đồng anh đang lấy cho mình đó. Xu đang có giá. Cải đó 10 bí nè. Bí là 13.000 nè quý vị. Bí hồ lô đẹp 13.000. Mình làm video này với cái mục đích đó là để cập nhật cái giá tình hình nông sản buổi trưa tại chợ Đầu Mối không quý vị, giá như thế nào là mình cập nhật cái gọi là khách quan trực tiếp ở tại chợ diễn ra nha quý vị. Su hào 12.000 đồng ký quý vị, thấy bên đó bán. Rồi dưa babi 10.000 đồng ký, dưa babi 10.000 đồng luôn. Đậu que đó nè anh Phước, đâu rồi chứ, có ai rồi chứ? Đậu que 10.000 đồng nè anh Vĩnh Châu dạt ở ngoài đây nè, là 50.000 đồng ký nè quý vị, loại hành dạt á. Đậu que 10.000 đồng ký, cà bắp 10.000 đồng ký. Nói chung quy ra đồ nông sản khá cao nha quý vị, giá khá cao. Cái ra để quay hơi ngược sáng quá vậy. Rồi thì tôi mớp bầu bí rau xanh, bí rau xanh 13.000 đồng ký quý vị. Mấy cái loại dạt nè có khoai lang dạt nè, bí hồ lô dạt nè, người ta để nguyên rổ vậy đó, thì cái căn hết 10.000 đồng ký đó, người ta bán đó quý vị. Đó mình mua để mình cái bếp cơm mà từ thiện đó, là nên mua mấy cái loại đó đây. Chị lấy cả chữ, chị lấy rồi đó. Nè, 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 nè,
bưng dưới đáy là đổ từ lưng của tự ơn. Mười ngàn ký mà chị. Chị ơi, chị à, để anh này ra nè, à, nghẹt đường đó. Trưa thì tranh thủ bà con, tranh thủ trưa của trưa anh hành lá, hành đất đó quý vị, hành đất, hành lá đó là 12.000 đồng ký quý vị. Thì cà tím 7.000 đồng ký quý vị. À, cả dưa không cho lựa. Bóc vô hốt ngang, hốt ngang. Dạ, bầu mớp sổ 10.000, cải làm chua 7.000. À, chị ra bà chủ đó quý vị. Mong rằng cái video này phản ảnh trung thực để cái người xem biết được. Ở kia nó ngay tại nó đỏ rồi, hành lộc nó đỏ đỏ rồi, ở đó người ta bán 10.000 đồng ký như vậy. Hành lộc nha, chứ không phải hành đất. Hành đất đã 12.000, tiền lộc có giá khoảng 20, nhưng mà đó nó đỏ, đỏ rồi bán 10.000 luôn, chứ để gì. Đây là quang cảnh bên trong chợ đầu mối Hóc Môn á, lúc 10 giờ rưỡi đến 11 giờ trưa nha quý vị. Trường chợ trưa, chợ này là phải cỡ nào không phải bán á. Ở chuông ba màu 25.000 đồng ký, ở chuông ba màu mấy nay giá nó vẫn vậy quý vị. Chuông vi ra đồ nông sản thì cải gai 8.000 luôn. Đây Phước Phước là cải gai 8.000 quý vị. Dưa leo 10 ngày cải gai 8.000. À, cải thìa 13.000, cải thìa 13.000 với quý bà con. À, cải ngọt, cải ngọt 8.000. Cà nâu 7.000. Mình thấy cải chua rẻ quá, mình nói bạn mua giùm. Anh này là anh bạn mình quý vị, là bán hàng. Bán hàng ở vựa này quý vị. À, khu này là khu A nha quý vị. Đây, nhiều khán giả hỏi A10, A14, A16, A18, A20 nè, khu này nè nha quý vị. À, nhiều khán giả hỏi anh ơi, anh mua chỗ nào, anh làm ơn anh nói giùm. Rồi, bí hồ lô cô tiên có kìa, 15.000 đồng ký. Mà nói ngay á, mình đứng ngoài đây mình quay xa xa quý vị, sọt 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 vô là ngay chỗ mình mua hàng á, như đầu video á, thì mình dám nha quý vị. Còn bây giờ là chỉ quay ở ngoài, rồi quang cảnh ở ngoài, rồi mình đọc cái giá để bà con xa gần tham khảo quý vị. Và không có thể dám lại gần quay quý vị, gần quay kỳ lắm mà ta nói á, làm cái video mình phải sửa lại quý vị, cắt đi nó mất hay. Đậu đũa, đậu bún á quý vị, 15.000 đồng ký. Hành lộc bên kia 15.000 đồng ký luôn kìa. Đây hành bó rồi, quay qua bên đây, bên đây hành lộc 25.000 đồng ký, 20.000 đồng ký. Cần tàu 25.000 đồng ký, ngò rí 15.000 đồng ký, tắc 12.000 đồng ký nha quý vị, chanh 10.000 đồng ký. Quý vị nào nãy mới hỏi tắc 12.000 đồng ký, thực tế diễn ra nha quý vị, đang bán. Mớp đẹp 18.000 đồng ký luôn kìa, dưa đẹp 15.000 đồng ký, dưa leo đẹp. Rồi diếp cá là 25.000 đồng một ký, tía tô là 18.000 đồng ký. Rồi không bao giờ mình hết rồi. Ở đầu mình nãy giờ bán lấy cũng chưa xong, mình mua có 500.000 hay cái gì. Đây có cái gì hấp dẫn cho bà con khán giả xem. Rồi nấm kim châm 5.000 đồng gói luôn, nấm kim châm 5.000 đồng gói. Rồi gì, cần tây 30.000 đồng ký. Ồ, cải nè, cải bông xanh, bông trắng á, bông trắng 25.000 đồng ký, bông xanh 28.000 đồng ký quý vị. Chiếc xe cho gạo qua tôi.
bên đây. Qua đây mà đọc mới cái đồ Đà Lạt nữa, bí nụ đồ bên đây. Cải xà lá son 25.000 đồng ký, cải gai Trung Quốc 25.000 đồng ký quý vị. Rồi cải thìa Trung Quốc á, bắp bự á, 16.000 đồng ký. Cái đọt su 18.000 đồng ký, bí nụ 25.000 đồng một ký, rất là nhiều luôn. Vip nhà lưới 8.000 đồng một ký, cải xà lách gai đó quý vị, nhà lưới đó. Thì trưa đồ rẻ lắm nha quý vị, quý bà con á, xa gần ở gần khu vực chợ đầu mối Hóc Môn á, mình có mua tiêu dùng á, tới đây một ký gì là người ta bán hết quý vị, mình đừng có làm ơn, mình đừng mua nửa ký thôi, ký đâu lên là ở đây tiểu thương bán hết nha quý vị. Và mình á, nếu mà mua rẻ là giờ này là rẻ nhất. Thông tin đến quý khách hàng người tiêu dùng á được biết quý vị là giờ này là rẻ nhất, chợ trưa mà chợ này là rẻ nhất, không còn chợ nào rẻ nhất. Mà cái giá nãy giờ mình thông tin đến quý bà con á, khán giả trên kênh chợ đầu mối Hóc Môn á, thì cái giá hiện tại là nó như vậy, rẻ và hiện tại và cũng còn rất là cao, rẻ nhất rồi, chợ rẻ nhất rồi đó, mà cái giá còn vậy nha quý vị, rẻ lắm. Chợ giá quá cao, công nhân làm không có tiền nghỉ việc, hàng hóa vật chất thì cũng cao, mà nó rẻ quá thì tội nghiệp bà con nông dân sản xuất trồng ra, bán rẻ quá thì mùa vụ thất thu, không kinh tế cũng tội nghiệp. Mình đứng mình nắng quay nãy giờ luôn đó nha quý vị. Rồi video thì thông tin khu vực nãy giờ đó, nghe mình quay là cũng khá rộng, không biết bao nhiêu cái vựa mà kể nha quý vị. Thì những cái vựa khu vực này á, họ chỉ bán vậy thôi quý vị. Rồi mình đã chia sẻ một số cái giá đó ở cái khu vực mình đang hiện tại đang ở trong chợ đầu mối Hóc Môn á, cho bà con quý khách hàng gần xa, khán giả gần xa được biết vậy nha quý vị. Đứng mình nắng quá quý vị. Rồi video mình kết thúc nha quý vị. Nếu quý khách hàng quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.